Cái kịch bản này thì nó khác kịch bản truyền thống thuần túy, chỉ một điều thôi, đó là cô dâu chú rể sẽ lên sân khấu, sau đó thì trao nhận các bánh do rượu, rồi bố mẹ mới lên sân khấu. Đó, trước tiên thứ nhất là MC tuyên bố lý do buổi tiệc. Đó, thứ hai là cô dâu chú rể lên sân khấu trao nhận các bánh. Thế thì cái phần hát này thì mình sẽ phải sắp xếp, một là phần đón khách, hai là phần dùng tiệc. Trong phần dùng tiệc thì hiện tại tất cả các trung tâm người ta sẽ có nhạc không lời ở bên trung tâm rồi. Vì vậy sau 15 phút nghi lễ kết thúc thì mới được hát, chứ không phải là nhạc vừa ầm 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 xong tư vấn cho họ. Chứ người ta thực sự không biết cái gì cả. Người ta từ quê lên người ta bảo ôi bài này thì quá hay rồi, giao duyên, vọng cổ, đúng về tình yêu. Nhưng người ta không hiểu rằng đâu là những cái bài hát về quan họ giao duyên chỉ là giao duyên với nhau xong rồi hết hội lại về, chả ai đến được với ai. Đó, tất cả các bài quan họ hết hội lại về, người ơi người về, nhưng cuối cùng vẫn về đấy thôi. Vậy thế thì trong những cái bài hát thì mình nên sử dụng những cái câu được 30 phút thôi. Thì thứ nhất đó là đoán tính cách sở thích của cô dâu và chú rể, và người trả lời đúng sai chính là cô dâu hoặc là chú rể. Ví dụ như là mọi người sẽ xem chú rể có sở thích gì, ví dụ như là chú rể ngủ hay gáy để cho trẻ con xách váy. Ừ, may quá cháu đây rồi, vào xách váy cho cô dâu, không đúng. Người ta nhìn được như vậy là sai, sai. Có thể cho các cháu ở nhà có thể xách váy, nhưng thiên thần đã đội vòng hoa trên đầu rồi, tung hoa thì không làm người ta xách váy cả. Thiên thần phải là người dẫn lối cho cô dâu bôi hài họ và chén nước trà thơm đậm nghĩa tình. Vì vậy mà không có lý do gì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay như vậy, như thế để dành cho cô dâu và chú rể. Đó, chúng ta hãy dành cho cô dâu chú rể đi chào.